Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, thì Nguyễn Phú Trọng đe nẹt công an đừng vì tiền mà làm việc xấu. Ông Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, lãnh đạo chóp bù của Đảng Cộng sản Việt Nam, đe nẹt công an đừng vì chức, vì quyền, vì tiền mà làm việc xấu, khi mà lực lượng này xưa nay nổi tiếng là ăn hối lộ tệ hại nhất. Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng hôm thứ Hai ngày 21 tháng 9 năm 2020 cùng với các ủy viên Bộ Chính trị đến dự họp và chỉ thị cho Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương. Cuộc họp nằm trong một loạt hoạt động dồn dập mà Đảng Cộng sản Việt Nam sửa soạn cho kỳ đại hội Đảng dự trù diễn ra vào trung tuần tháng Giêng năm 2021. Phần lớn các báo tuyên truyền của chế độ Cộng sản Việt Nam đều đăng tải bản tin tường thuật cuộc họp kể trên dựa trên bản tin chính thức của Thông tấn xã Việt Nam. Theo đó thì ông Trọng được thuật lời đưa ra cảnh cáo cho các giới chức cầm đầu Bộ Công an đừng vì chức, vì quyền, vì tiền mà làm việc xấu, dẫn đến để mất uy tín, danh dự của Bộ Công an. Công an Cộng sản Việt Nam xưa nay thuộc loại nổi tiếng nhất Việt Nam về vòi vĩnh hối lộ. Những vị chức công an cấp nhỏ như cảnh sát giao thông đứng đường ăn từ vài chục ngàn tiền lẻ cho đến vài triệu của các tài xế. Những quan công an lớn, cấp tá, cấp tướng thì ăn vài trăm triệu đến vạn đến hàng tỷ đồng qua các vụ xét xử tham nhũng. Năm 2018 thì ít nhất có 10 tướng công an bị kỷ luật, gồm cả án tù vì bảo kê cờ bạc, ăn đất hay làm lộ bí mật của nhà nước. Tháng Giêng vừa qua thì tổ chức hướng tới minh bạch, cơ quan đầu mối quốc gia của tổ chức minh bạch quốc tế GI tại Việt Nam, trụ sở ở Hà Nội, công bố bản khảo sát ngày 7 tháng Giêng năm 2020 nói rằng 5 nhóm viên chức cán bộ Cộng sản Việt Nam tham nhũng nhất xếp theo thứ tự cảnh sát giao thông, công an, cán bộ thuế, lãnh đạo doanh nghiệp và cán bộ công chức nhà nước. Cho tới nay thì chế độ Cộng sản Hà Nội Việt Nam vẫn giấu kín về tổng số người trong hệ thống công an an ninh chìm nổi trên cả nước là bao nhiêu. Và trên mặt chính thức thì Cộng sản Việt Nam chỉ công nhận lực lượng công an với biên chế, tức là ăn lương của nhà nước, là 650.000 người. Ngày 11 tháng 9 mới đây, Bộ Công an đòi hợp thức hóa các thành phần bán quân sự, an ninh địa phương từ các nhóm bảo vệ dân phố, dân phòng và công an xã bán chuyên trách với tổng số 800.000 người nữa, nâng tổng số lên cỡ 1,5 triệu người. Và một ông đại biểu Quốc hội kêu rằng lấy tiền đâu mà nuôi. 3 năm trước, từng có một ước tính về một chuyên viên người Úc về các vấn đề Việt Nam nói rằng tổng số công an Cộng sản Việt Nam gồm từ chính thức đến bán chính thức cũng cỡ khoảng 6,7 triệu người. Thời gian đó thì theo con số này thì cứ 15 người dân Việt Nam thì có một công an ninh chìm nổi canh chừng. Thưa quý vị và các bạn, Đại học Tân Tạo của bà Đặng Thị Hoàng Yến, người tình một thời của cựu chủ tịch Tư Sang Trương Tấn Sang, lại thua kiện phải trả học phí thu vượt cho sinh viên. Chiều ngày 21 tháng 9 năm 2020, Tòa án Nhân dân huyện Đức Hòa, Long An đã tuyên án sơ thẩm vụ sinh viên kiện trường Đại học Tân Tạo đòi hồ sơ gốc học phí thu vượt. Theo đó, thì tòa tuyên buộc trường Đại học Tân Tạo đã phải trả lại học phí thu vượt cho 16 nguyên sinh viên. Mức thu vượt dao động từ 2,2 triệu đến 23 triệu đồng trên một sinh viên. Tòa cũng tuyên buộc công ty cổ phần đầu tư Tân Đức thuộc tập đoàn Tân Tạo có quyền lợi nghĩa vụ liên quan phải trả hồ sơ gốc cho sinh viên gồm có bằng tốt nghiệp, trung học phổ thông, học bạ, trung học phổ thông và giấy chứng nhận kết quả thi đại học. Nguyên đơn gồm có 29 người là sinh viên ngành y khóa 1-2 trường Đại học Tân Tạo đã chuyển sang trường khác và sau nhiều lần đòi hồ sơ gốc thì bản chính học bạ bằng tốt nghiệp, trung học phổ thông, giấy chứng nhận kết quả tuyển sinh, học phí đóng dư bất thành. Tập thể sinh viên đã kiện trường Đại học Tân Tạo ra tòa án. Trước đó thì trong năm 2019, tòa án sơ thẩm và phúc thẩm tại Hậu Giang đã tuyên bác yêu cầu khởi kiện của công ty cổ phần đầu tư Tân Đức đòi sinh viên phải trả và bồi thường học bổng, lãi suất chậm trả lên đến vài trăm triệu đồng trên một người. Như Tuổi Trẻ đã thông tin thì năm 2016, bất bình trước việc trường bất ngờ tăng học phí và học phí học lại thi lại và như thay đổi chính sách học bổng liên tục, sinh viên và phụ huynh đã phản đối đề nghị giữ lại mức học phí như đã cam kết ban đầu.
sinh viên và phụ huynh đã làm đơn cầu cứu Bộ Giáo dục và Đào tạo. Kết luận của thanh tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo sau đó đã chỉ ra nhiều sai phạm của trường này và yêu cầu trường hoàn trả hồ sơ bản gốc và tạo điều kiện cho sinh viên chuyển trường. Hơn 80 trong số khoảng 100 sinh viên ngành y đã chuyển sang trường khác. Tuy nhiên, thì trường đã không trả hồ sơ gốc bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, học bạ, giấy chứng nhận kết quả thi đại học cho nhiều sinh viên và yêu cầu sinh viên phải hoàn trả học bổng đã cấp, dao động từ vài chục đến 400 triệu đồng trên một sinh viên. Sinh viên không đồng ý, trường khởi kiện ra tòa. Năm 2017, trường Đại học Tân Tạo đứng đơn khởi kiện các sinh viên đòi học bổng học phí. Tuy nhiên thì tòa cho rằng ông Huỳnh Hổ, phó hiệu trưởng trường Đại học Tân Tạo, người đứng đơn khởi kiện không phải là người đại diện hợp pháp của trường nên không có quyền khởi kiện. Do đó thì đồng loạt các tòa án quận, huyện ở thành phố Hồ Chí Minh, Long An đã đình chỉ giải quyết vụ án. Cuối năm 2017, công ty cổ phần đầu tư Tân Đức đứng đơn kiện sinh viên cả hai phiên sơ thẩm và phúc thẩm được xử năm 2019 với vai trò là nguyên đơn. Công ty cổ phần đầu tư Tân Đức đều thua kiện sinh viên và đến phiên tòa 21 tháng 9 năm 2020 với vai trò là bị đơn, công ty cổ phần đầu tư Tân Đức và trường Đại học Tân Tạo tiếp tục bị tòa xử thua. Thưa quý vị và các bạn, chưa thấm đòn từ 3 dự án qua 4 đời bộ trưởng, Hà Nội đẻ thêm đường sắt 65.000 tỷ để chiều tức dân. Bất chấp hiện thực là hiện trạng, bất chấp cả sự phẫn nộ của dư luận, Hà Nội lại đề xuất làm tuyến đường sắt 65.000 tỷ đồng dự kiến chạy từ phố Văn Cao đến Hòa Lạc. 65.000 tỷ đồng không phải là con số nhỏ, nhất là vào thời điểm dịch bệnh vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt và bao nhiêu là công nhân đang mất việc, doanh nghiệp thì bị phá sản. Trước khi đưa ra đề xuất này thì liệu Hà Nội có tính đến chuyện hoàn thành tuyến đường sắt đô thị số 1 sau 15 năm chưa thể khởi công? Tuyến số 2 đội vốn từ 19.555 tỷ đồng lên 35.678 tỷ đồng dù chưa làm kể cả 1 mét đường. Mục đích đẻ thêm tuyến metro 65.000 tỷ vào lúc này phải chăng là để trêu người sự nhẫn nại và sức chịu đựng của dân chăng? Đường sắt Cát Linh Hà Đông đã vận hành thử nhưng đến nay vẫn chưa đưa vào hoạt động. Dự án đường sắt đô thị Hà Nội tuyến số 1 được khởi công từ năm 2004 với mức đầu tư phê duyệt là 19.555 tỷ đồng. Trong đó thì vốn vay ODA là gần 14.000 tỷ của chính phủ Nhật thông qua GICA, vốn đối ứng là trên 5,4 nghìn tỷ Việt Nam đồng. Đến nay thì sau 15 năm vẫn chưa chính thức khởi công dù đã được giải ngân vốn ODA từ năm 2009. Đến nay là 842 tỷ Việt Nam đồng. Để rồi đến bây giờ thì dự án vẫn bất động vì họ ước tính mức đầu tư toàn tuyến sắt đô thị số 1 Yên Viên Ngọc Hồi khoảng 81.537 tỷ đồng mới đảm bảo mục tiêu của toàn dự án. Hà Nội từng gây choáng váng dư luận khi Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo về tuyến đường sắt đô thị số 2 Nam Thăng Long Trần Hưng Đạo hồi tháng 11 năm 2019. Làm sao mà không choáng cho được khi mà tuyến đường này được dự kiến vận hành năm 2015 nhưng đến nay thì vẫn chưa khởi công và lùi thời gian hoàn thiện đến năm 2027, chậm những 12 năm so với kế hoạch. Một tuyến đường dài có 11,5 km thôi mà Hà Nội đã kéo dài đến 11 năm để chuẩn bị. Không những thế thì dù chưa khởi công, tổng vốn dự án đã tăng từ 19.555 tỷ Việt Nam đồng thời điểm phê duyệt lên đến 35.678 tỷ đồng, tức là thời tăng đến 82% so với mức vốn ban đầu. Tính ra thì cứ mỗi năm là vốn đội thêm ngót nghét 2.000 tỷ đồng dù chưa làm gì cả. Người dân cả nước đã quá quen thuộc khi nhắc đến biểu tượng của tình hữu nghị Việt Trung, đó là đường sắt Cát Linh Hà Đông từ nguồn vốn vay ODA của chính phủ Trung Quốc và vốn đối ứng trong nước. Dự án này đã bị báo chí phanh phui là đội vốn lên đến hàng ngàn tỷ Việt Nam đồng và qua 4 đời Bộ trưởng Giao thông Vận tải thì dự án vẫn chưa thể hoàn thành. Dù khấm khá hơn các dự án khác ở chỗ là nó đã được thi công nhưng lại bị phanh phui các hàng loạt các sai phạm. Đến hết tháng 6 năm 2018 thì số vốn rót vào đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông theo báo cáo của chủ đầu tư thì khoảng 11.337 tỷ Việt Nam đồng. Nhưng kết quả kiểm toán chỉ ghi nhận khoảng 8.679 tỷ đồng đã đầu tư vào dự án.
số chênh lệch khoảng 2.656 tỷ Việt Nam đồng cho chủ tư nhân tính sai khối lượng 360 triệu đồng, sai đơn giá là 175 tỷ Việt Nam đồng và sai khác là 698 tỷ Việt Nam đồng, chưa đủ điều kiện quyết toán hơn 1.600 tỷ Việt Nam đồng. Qua 3 dự án trên, có thể kết luận là quy trình đội vốn chậm tiến độ đã trở thành mẫu số chung của các dự án ở đô thị Hà Nội, mà câu hỏi bao giờ hoàn thành là điều không ai dám trả lời. Vì dù đã lên kế hoạch cho tiền đội vốn và thời gian chậm tiến độ, thì mỗi năm báo cáo con số đó lại kéo dài thêm và được tăng thêm vài nghìn tỷ Việt Nam đồng. Chưa hết, nếu như hệ quả của phế tích Cát Linh Hà Đông là do nhà thầu Trung Quốc, thì vì sao tuyến đường sắt dự án đường sắt đô thị Hà Nội tuyến số 1 vay vốn từ Nhật cũng chậm tiến độ và đội vốn khủng như vậy? Là do công tác giải phóng mặt bằng kéo dài từ năm 2012 đến nay vẫn chưa hoàn thành, do bị ràng buộc bởi các điều kiện vay trong quá trình đàm phán. Tất cả các vấn nạn khó khăn kể trên, còn chưa kể là giải quyết để đẻ ra thêm có dự án đường sắt khác, liệu có khả thi hay không? Theo ông Lê Trung Hiếu, Phó trưởng Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Hà Nội, phần lớn chiều dài metro số 5 giữa các tuyến đường bộ hiện hữu, đoạn từ Liễu Giai đến Trần Duy Hưng chạy ngầm giữa đường nên có thể tiết kiệm được chi phí và thời gian giải phóng mặt bằng. Vâng, đó chỉ là lý thuyết thôi thưa ông, và hệ quả của những tuyến đường kể trên đã cho thấy là thực tế không hề dễ dàng như những gì ông nói. Nếu như những dự án chỉ gần 20.000 tỷ mà đội vốn lên đến 80.000 tỷ như tuyến đô thị số 2, thì chắc chắn tuyến đường sắt đô thị số 5 cũng sẽ đội vốn không thua kém gì. Từ 65.000 tỷ lên đến 260.000 tỷ chăng? Dù một xu cũng là tiền thuế của dân mà ra, nếu nó được dùng một cách hiệu quả, liệu niềm tin của dân có bị bào mòn như bây giờ và để cho mỗi khi nghe một dự án mọc ra là dân lại ngao ngán, lắc đầu? Làm ơn đi, trong khi chính phủ đang phải giáo diết tháo gỡ những khó khăn của nền kinh tế vì hậu dịch virus, và Hà Nội lại vội vã đưa ra những đề xuất hết sức bất bình như thế, thì chỉ có tạo thêm áp lực chứ không chỉ cho nhà nước mà còn cho cả nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, liệu ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có ở lại sau Đại hội 13? Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam vào đầu năm tới, ông Nguyễn Phú Trọng, người năm nay đã 76 tuổi và giữ chức Tổng Bí thư hai nhiệm kỳ liên tiếp, được nhiều người nhận định là sẽ nghỉ hưu do tuổi cao, sức yếu và hết giới hạn nhiệm kỳ. Tuy nhiên thì khả năng ông Trọng ở lại thêm một thời gian nữa sau Đại hội đã được một số cử tri và quan chức đảng nêu ra gần đây. Các nhà quan sát chính trị cũng đã bắt đầu thảo luận về khả năng này, và các diễn biến kể trên đặt ra hai câu hỏi quan trọng là tại sao ông Trọng có thể muốn tiếp tục ở lại và điều gì sẽ cản trở hoặc tạo điều kiện cho một kịch bản như vậy. Hai ứng viên hàng đầu thay thế cho ông Trọng làm Tổng Bí thư được xác định là ông Trần Quốc Vượng, 67 tuổi, thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, và ông CLMV Nguyễn Xuân Phúc, 66 tuổi, Thủ tướng đương nhiệm. Cả hai người đều đã vượt quá giới hạn 65 tuổi để được tái cử vào Bộ Chính trị khóa tới, điều kiện cần để họ có thể giành được vị trí cao nhất. Theo truyền thống, một ứng cử viên sẽ được miễn giới hạn độ tuổi, và tuy nhiên thì vẫn có thể xảy ra hai trường hợp đặc biệt nếu cả hai ứng cử viên đều giành đủ sự ủng hộ từ Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông Trọng được nhiều người cho là ủng hộ ông Vượng làm người kế nhiệm vì lý lịch của ông Vượng là phù hợp hơn. Ông là một quan chức đảng kỳ cựu gốc miền Bắc, có kinh nghiệm làm Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, và đặc biệt là lý lịch của ông được coi là sạch hơn so với mạng lưới quan hệ lợi ích của ông được cho là hạn chế hơn. Như vậy thì ông Vượng có thể là ứng viên phù hợp để duy trì di sản quan trọng nhất của ông Nguyễn Phú Trọng, tiếp tục cuộc chiến chống tham nhũng. Tuy nhiên, những người am hiểu tình hình nội bộ thì cho rằng ông Vượng chưa xây được đủ thẩm quyền cá nhân và sự ủng hộ của Ban Chấp hành Trung ương để đảm bảo giành được vị trí này như ông Trọng đã dự liệu. Đối thủ cạnh tranh chính của ông Vượng đó là Thủ tướng CLMV Nguyễn Xuân Phúc, có cơ sở ủng hộ mạnh mẽ hơn nhờ kinh nghiệm dày dặn hơn trong ngành hành pháp. Và điều đã giúp cho ông xây được một mạng lưới quan hệ rộng rãi
lớn hơn nhiều. Mà nói một cách khác đó là mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Tuy nhiên thì chính mạng lưới lợi ích rộng lớn hơn này đã khiến cho ông Trọng lo lắng vì nó có thể cản trở ông Phúc theo đuổi một cách hiệu quả công cuộc chống tham nhũng. Và điều mà ông Trọng coi là quan trọng đối với sự tồn vong của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và hơn nữa, một người gốc miền Trung mà ông Phúc có thể gây bất lợi cho ông. Trong 3 thập niên qua thì Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam luôn dành cho các chính trị gia người miền Bắc. Nếu như ông Trọng không thể đảm bảo cho các ứng viên mà ông chọn được đắc cử, ông có thể muốn tiếp tục ở lại thêm một nhiệm kỳ nữa. Và bản thân là một trường hợp đặc biệt, nếu ông ở lại thành công thì ông có thể yêu cầu các ông Vượng Phúc về hưu để xếp lại bàn cờ. Hoặc ông có thể yêu cầu ứng viên mà ông không ủng hộ phải từ chức trong khi giữ lại và chuẩn bị cho người còn lại tiếp quản các vị trí của mình, có thể là vào khoảng giữa nhiệm kỳ mới. Như vậy thì ông sẽ đạt được hai mục tiêu quan trọng là đưa suôn sẻ ứng cử viên mà ông lựa chọn vào ghế Tổng Bí thư và đồng thời thì duy trì sự đoàn kết và ổn định chính trị trong hàng ngũ lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tuy nhiên, hai trở ngại chính sẽ chống lại kịch bản này. Đó là thứ nhất, điều 17 của điều lệ Đảng quy định đồng chí Tổng Bí thư giữ chức vụ Tổng Bí thư không quá hai nhiệm kỳ liên tiếp. Thứ hai là mặc dù vấn đề tuổi tác có thể không quan trọng nếu như ông lại được coi là trường hợp đặc biệt, nhưng sức khỏe của ông là một vấn đề cực lớn hiện nay. Ông Trọng bị đột quỵ vào tháng 5 năm 2019 và từ đó không thể thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách hiệu quả. Ông đã vắng mặt trong nhiều sự kiện của Đảng và Nhà nước, gần đây nhất là lễ kỷ niệm 75 năm Quốc Khánh. Giữa hai yếu tố này thì giới hạn nhiệm kỳ và trở ngại lớn hơn vì ông Trọng hầu như không thể sửa đổi điều lệ Đảng kịp thời để tạo điều kiện cho việc ông tái đắc cử. Hơn nữa thì làm việc cũng sẽ khiến cho các quy tắc của Đảng suy yếu và gây tổn hại đến danh tiếng cá nhân của ông Nguyễn Phú Trọng. Tuy nhiên thì mặc dù ông Trọng đang giữ chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam nhiệm kỳ thứ hai, ông cũng đồng thời là Chủ tịch nước. Chức vụ mà ông đang nắm giữ lần đầu tiên kể từ tháng 10 năm 2018. Điều đó có nghĩa là ông Trọng có thể rời ghế Tổng Bí thư nhưng vẫn giữ lại chức Chủ tịch nước. Khi đó thì ông vẫn có thể đưa ra ứng viên mà ông chọn vào chức Tổng Bí thư và loại bỏ ứng cử viên còn lại bằng cách cho rằng chỉ cho phép tối đa hai trường hợp đặc biệt ở lại. Đây là kịch bản khả dĩ, đặc biệt nếu như ông Trọng hứa là sẽ bàn giao vị trí Chủ tịch nước sớm để dập tắt những chỉ trích rằng sức khỏe yếu sẽ khiến cho ông không thể thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. Và sau khi ở lại thành công thì ông có thể giúp Tổng Bí thư mới củng cố quyền lực trong khi chuẩn bị một người khác có thể hợp tác suôn sẻ với Tổng Bí thư mới để tiếp quản chức Chủ tịch nước của mình. Các phân tích trên cho thấy là tình hình chính trị kế nhiệm trước thềm đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn còn khá phức tạp và quyết định cuối cùng có thể không được đưa ra cho đến những ngày cuối cùng của đại hội. Liệu các tính toán của ông Trọng có thành sự thật hay không vẫn còn đang phải chờ xem. Năm 2016, trước sự cạnh tranh khốc liệt từ nhóm cựu Thủ tướng 3X Nguyễn Tấn Dũng dẫn dắt, ông Trọng được nhiều người cho là sẽ nghỉ hưu và buông xuôi cho đối thủ. Tuy nhiên thì cuối cùng ông đã quyền biến vượt qua được thử thách để tái đắc cử và thậm chí đã củng cố được quyền lực lớn hơn. Lần này, các tính toán của ông Trọng cũng sẽ gặp phải những thách thức không hề nhỏ. Nhưng sự lão luyện chính trị đã được chứng minh của ông không nên bị xem thường. Thưa quý vị và các bạn, lãi như bán nước, công ty nước sạch Sông Đà vẫn đạt lợi nhuận ngất ngưởng sau sự cố nhiễm dầu. Sau hàng loạt tai tiếng liên quan đến sự cố nguồn nước nhiễm dầu, công ty cổ phần đầu tư nước sạch Sông Đà vẫn lãi hàng trăm tỷ đồng mỗi năm. Sau gần một năm xảy ra sự cố nguồn nước nhiễm dầu, công ty cổ phần đầu tư nước sạch Sông Đà VivaSubco vẫn thông báo lãi lớn. Cụ thể thì theo báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020, lợi nhuận trước thuế của VivaSubco đạt 108.5 tỷ Việt Nam đồng và lợi nhuận đạt sau thuế là 103 tỷ Việt Nam đồng. Chỉ tính riêng quý 2, lợi nhuận sau thuế của công ty nước sạch Sông Đà ở mức 75,5 tỷ Việt Nam đồng, xấp xỉ so với cùng kỳ năm ngoái. Năm 2019 là một năm sóng gió của VivaSubco khi mà sự cố nguồn nước nhiễm dầu ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp này.
Cụ thể, tháng 10 năm 2019, người dân một số quận ở Hà Nội thuộc khu vực Viva Suco cung cấp nước sạch bắt đầu phát hiện nước sinh hoạt nặng mùi hóa chất. Sau quá trình điều tra, Tổng cục Môi trường thông báo là nước sạch từ nhà máy nước sông Đà cung cấp có nhiều hộ dân ở Hà Nội có mùi lạ là do nhiễm bẩn dầu nhất thải trộm ở đầu nguồn. Trong thông cáo phát đi ngày 25 tháng 10 năm 2019, Viva Suco cho biết là hoàn thành khắc phục được sự cố và để đủ kiện để cung cấp nước sạch trở lại cho khách hàng, và đồng thời là đã xác định được nguyên nhân sự cố, đánh giá thiếu sót về nhìn nhận trách nhiệm của công ty. Công ty đã huy động công nhân, nhân viên thuê ngoài và thuê trung tâm ứng phó với môi trường Việt Nam, tổ chức vớt váng dầu và sử dụng phao gối hút dầu chuyên dụng để hút trên khu vực đầu nguồn và đổ than hoạt tính trên hơn 3 km kênh dẫn vào hồ chứa, nạo vét toàn bộ lớp đất đá có dính dầu và bùn ao trên toàn bộ khu vực nhiễm dầu, kể cả bùn ao của các hộ dân lân cận. Đồng thời thì công ty cũng xúc xả tất cả toàn bộ ống truyền tải, bể chứa trung gian, bể chứa trạm điều tiết và tiến hành thay mới toàn bộ cát lọc tại các vị trí của các bể lọc và phối hợp với các đơn vị phân phối nước để thực hiện xúc xả tuyến ống để chứa nước của khách hàng. Mặc dù vậy thì năm 2019, Viva Suco vẫn báo lãi khi mà vượt mức kế hoạch đề ra, đạt mức 138 tỷ. Kế hoạch năm 2019, công ty sẽ đạt lợi nhuận sau thuế là 75,5 tỷ Việt Nam đồng. Đáng nói là theo báo cáo tài chính năm 2019, chi phí khác của doanh nghiệp này ở mức khủng hơn 77 tỷ Việt Nam đồng, trong khi thì năm 2018 chỉ có gần 261 triệu. Khoản chi phí này tăng khoảng 295 lần, nhiều khả năng là chi phí dành cho việc xử lý sự cố nguồn nước nhiễm dầu như sục xả đường ống và nạo vét đất đá dính dầu bùn ao. Tính đến 30 tháng 6 năm 2020, vốn chủ sở hữu tăng lên 1.075 tỷ Việt Nam đồng. Về cơ cấu cổ đông thì hiện nay công ty có hai cổ đông chính là công ty một thành viên năng lượng Gelex nắm giữ 60,46% cổ phần và công ty cơ điện lạnh RVE nắm giữ 35,95%. Quỹ đầu tư MB nắm 2,22%. Đây là ba cổ đông lớn nhất nắm gần 99% cổ phần của công ty này. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về cái chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.